Chào tất cả anh em nha. Nay có mấy ông Mạnh với Bình Dương lên mua đất. Này mấy ảnh vừa mua vừa đầu tư, vừa làm khu nghỉ dưỡng luôn. Miếng này dặn mẫu nha mấy bạn, tại Hà Nang, xã Hà Nang Dầu Tiếng. Miếng này quá đẹp luôn, giáp với suối, suối nước lên quá trời. Bờ đanh trồng mấy dừa đẹp ghê. Mặt tiền suối tới 130m nha mấy anh. Mấy kênh của em cũng có đầu tư bất động sản, liên hệ em nha. Đây suối ngay nhánh ngã ba luôn. Suối này cá chắc nhiều lắm. Không. Này. Chủ yếu là đất này nè, giá trị nè, chứ cá không quan trọng nè. Cá thì xong rồi, có cá. Còn đất này là nhiều. Đây. Nhiều tiềm năng là nằm ở đây nè. Này mấy anh đi đang đi đo về trên hôm nay nhiều tiếng nè. Nên đi đo cái đành. Có nhiều nguồn rồi, nói chung là để anh em đầu tư xin lời á. Trên đất có cái ao luôn nha anh em, ao nước trong xanh như biển ấy. Anh em vô có comment ủng hộ kênh của em nha. Ai muốn đầu tư đất khu vực Dầu Tiếng alo cho em, comment dưới bài cho em cái. Anh em muốn đất nền, đất mẫu, đất xào, view sông, view hồ, là sông Sài Gòn thì đều có nha anh em, tất cả thể loại. Hiện tại nước trong thấy đáy luôn kìa, trong dưới kìa. Bên đây còn miếng nữa nha anh em, bên đây còn miếng 5-6 ngàn mét gì á, 5 sào. Bên đây ai mà muốn đầu tư nữa là ok luôn, cũng có ai muốn chơi cano này là khỏi nói rồi. Đây ông anh đây ông lên ông mua cái này cũng làm cái khu nghỉ dưỡng này. Ổng có mấy chiếc cano như vậy du thuyền. Đây ông chủ này, mấy anh khách. Đúng không em? Dạ anh Tư. Đẹp anh Tư mới mua chứ. Dạ này quá đẹp anh Tư. Vài chiếc cano đây anh Tư. Không có, phải có. Dạ. Anh mò lên mà anh bắt người rồi nó không có ra được đâu.
vô được mà ra không được. Ở này đâu. Vô là bắt ăn luôn, nhậu luôn chứ không có ra. Cứ vô đây là biết là chảo nhậu rồi. Kiểu như là vô chứ không có được ra. Đúng rồi, không có ra. Ghi luôn là cái này là hai nên cũng tâm huyết muốn làm lắm rồi. Rồi biết rồi. Còn đợt móc đây đó, xe nó móc cái ảnh này nó coi. Công nhận nước trong dưới hơn. Ghê trời. Rồi, đóng nó rồi. Dân đóng rồi. Rồi ok rồi, đóng. Đi được của ai à? Đi được của Hải. Của cái cái này qua đó bao nhiêu mét rồi? Thì đó chưa đo nữa mà. Cái này không làm xong rồi xanh dưới như Khanh. Hả? Ao này ao cũ hay là đắp lại? Ao là mình hồi đó mình móc lên. Cái mình thả đầu dưới. À. Xử lý nước. Trông đẹp đó. Đúng rồi. Trông thấy đáy luôn trời. Đúng rồi. Này cá hồi nói. Này ông chủ nè mấy anh em. Dạ. Tao làm tính làm cái cầu mà mày nói vậy chết rồi. Tao cho nghe tao làm cái cầu, tao biết nó đang uống nguyện cái gì. Quá trời quá đất. Cái cầu mà tao thả mà thả trụ mà làm sao mà cho hơi chạy qua đó luôn á. Đúng rồi, nó có nấu cấp à. Thôi, làm cái cầu làm cái khói cho hãng nhiêu được. Anh Tư làm cái cầu mà anh Tư có làm cái cổng không? Anh Tư làm cái cầu, anh Tư ông làm anh đang coi, ông làm chốt cái này rồi nha anh em. Ông chốt cái này rồi. Giờ ông đang chuẩn bị coi miếng bên đây nữa. Làm luôn, thở luôn. Cái này anh em có ai chơi hội cano sau này ghé đây ủng hộ đất bắt hồng sản nha. Đây có hai căn nhà yến nha, tối kêu tối ngày luôn cũng nghe vui. Suối này bự như thế này, suối này ra sông Sài Gòn luôn. Mấy dừa này chắc chừng năm nữa gà tái. Dừa này dừa lùng. Tại vì biết sao ngay đó nó hơi bị sói nước rồi. Mà trong đi xuống là cạn cái lường liền. Bây giờ mình trồng cái cua đó. Cái này là bữa hổm á là mình cũng cào ở dưới lên cho gọn cái vừa rồi cái mưa đang mới làm xong cái mưa nó lớn quá. Ủa ở đây mình ở đây mà súng lé ra cái nguồn ở đâu? Súng hả? Cái em chỉ anh nè. Leo rào bên nhà rồi, lên là bãi đường không súng rồi nó bữa lên mới tải lên không em xin được xe bắn tải lên lấy mớ ra Hải lấy mớ quăng vô đó. Đúng rồi. Nhưng mà anh Tư cứ leo rào qua đó lấy cái ao này giờ mới trồng súng cái tàu bùng đang có tàu bùng tàu bùng mình rồi bắt trong nó ngủ cái dưới sông đó Hải nó súng rồi mới con cá vô được em không có súng là không có nguồn cá đâu cho nước trong veo vậy. Đúng rồi nó không cày cối dưới nó tạo ra một cái nước lọc nữa chứ nước trong vậy để nuôi cá coi. Mình đâu tắm đâu, nuôi thôi tiễn mà học chi. Làm sao có đàn ông tắm. Còn có súng nó mát mát nó đùng nó mới chui vô nó nằm. Có đi ba nữa chứ nữa. Đi đây nè, đi thẳng đây nè. Ở đây mới lên mới được bên kia có cái mương à. Giờ vô phía sau. Sông mới vừa vô nữa. Dạ đây vô cho lâu chưa lâu á. Mấy anh
chỗ đó ranh xong hết giờ về nha anh em. Nãy giờ lội thở muốn không nổi. Anh em nào muốn đầu tư đất bất động sản khu vực Triều Tiến liên hệ em nha, đang đăng ký bài, bấm bình luận chia sẻ bài giùm em cái để biết em vô các bạn Zalo Facebook gì đó. Cái này trồng mới được, nó vừa bền. Rồi bắt đầu chăm sóc cây cối cho mình. Mà có con nhà máy không, nhà tống nó cũng không được luôn. Có tống có máy nó bây giờ. Anh em nào muốn làm view nghỉ dưỡng giáp sông, giáp suối rồi cứ alo cho em. Em khu vực này em cũng làm nhưng mà chuyên dầu tiếng thì nhiều nguồn lắm. Nguồn giá đầu tư cho anh em không? Rồi để chị xong cái chị lên. Dạ thì bỏ vậy. Ừ. Rồi, để con hỏi cho. Rồi, giờ anh em về nha. Chào cái anh em nha. Mẹ biết là từ đó qua đây.